Là mì tương đen Hàn Quốc đơn giản tại nhà. Mình không nghĩ là cái món này nó đơn giản như vậy. Phi thơm hành tỏi với một chút dầu. Việc mà cho thêm hành tỏi vào món mì sẽ làm món mì của chúng ta ngon hơn rất là nhiều. Cho một chút thịt lợn và băm vào xào xăm. Sau đó cho khoảng 600 ml nước vào đun. Cho rau củ quả như là cà rốt, ngô, đậu Hà Lan vào đun sôi. Sau khi mà đun sôi thì hãy hớt bọt để cho nước mì trong. Sau đó thì cho mì. Mì thì các bạn dùng loại nào cũng được. Mình thấy là ở các tạp hóa hoặc là siêu thị hoặc là Winmart thì bán rất là nhiều những cái loại mì tương đen ăn liền ấy. Bạn mua loại nào cũng được. Sau khi mì chín thì sẽ vớt ra bát. Cho thêm một thìa nước dùng. Sau đó thì sẽ cho gói sốt vào. Trộn đều. Cho ra đĩa. Cho thêm rau củ quả. Cho một ít ruốc tôm vào. Cái vị ruốc tôm này rất là hợp với mì tương đen nha. Các bạn hãy cùng vào bếp làm món mì tương đen với mình nha. Đơn giản, phải không? Đừng quên theo dõi kênh của mình để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.